lực lượng dân quân người Kurd tại Syria đã bắt giữ được hai chiến binh ISIS đến từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các chiến binh thuộc lực lượng dân người Kurd tại Syria, viết tắt là SDF, vào ngày thứ Sáu 18 tháng 1 đã cho biết họ đã bắt giữ được hai phần tử khủng bố thuộc nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS mang quốc tịch Hoa Kỳ. Vụ bố ráp đã được tiến hành tại tỉnh Deir ez-Zor cách đây khoảng 2 tuần lễ. Ngoài ra còn có một người Ái Nhĩ Lan và hai phần tử chủ chiến đến từ Pakistan đã bị bắt giam. Đây là một phần trong chiến lược đẩy lùi về ISIS do nhóm chiến binh người Kurd khởi xướng cùng với sự yểm trợ của Liên quân Hoa Kỳ. Cũng trong ngày thứ Sáu, nhóm này cho biết sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu các sào huyệt của quân khủng bố, chỉ 2 ngày sau khi có 4 công dân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại Syria.